nữa kìa, nữa nữa nữa. Ăn tham sao. Mùa hè đến rồi, nếu như các bạn còn đang phân vân lựa chọn địa điểm du lịch cho gia đình thì hãy tham khảo video này nhé. Khu vui chơi Vinpearl Nam Hội An có rất nhiều dịch vụ giải trí hấp dẫn khác nhau dành cho cả người già hay là trẻ nhỏ. Và bây giờ, Nếm TV sẽ tư vấn cho các bạn lộ trình thích hợp để khám phá trọn vẹn điểm đến này trong vòng một ngày nhé. Let's go! Hi, xin chào mọi người đã quay trở lại với số tiếp theo của Nếm TV. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau khám phá một cái khu vui chơi nổi tiếng tại Hội An, đó chính là Vinpearl Nam Hội An. Và nếu như bạn nào mà nhớ những cái clip mà mình đã từng thắng giải ở cái cuộc thi tại Vinpearl thì chắc chắn là biết cái khuôn viên đây. Tuy nhiên ngày hôm nay thì mình đã quay trở lại đây để review cho các bạn một cách chi tiết hơn. Đằng sau máy quay của chúng ta đó chính là quảng trường. Và ở đây thì thường xuyên diễn ra nhiều cái hoạt động khác để nói chung là những cái ngày lễ hội thì sẽ có rất nhiều cái hoạt động ở đây. Hoạt náo do những nghệ sĩ ở ngay phía đầu cổng vừa nãy thì chúng ta đã gặp một nhóm nghệ sĩ biểu diễn ca nhạc sống luôn. Và điều mình ấn tượng ở Vinpearl Nam Hội An đó chính là những cái mũi thuyền đây này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Rất nhiều cái mũi thuyền đây. Và đối với những người mà lần đầu tiên tới với cả Vinpearl Nam Hội An thì chắc chắn là sẽ bỡ ngỡ bởi vì khuôn viên ở trong đây rất rộng. Và ở đây có một bản tấm bản đồ và chúng ta sẽ có rất có cái khoảng thời gian đó đúng không? Giới hạn nhất định. Muộn nhất, sớm nhất là cái safari đóng cửa rất là sớm, sau tiếp đó là công viên nước. Vì vậy là hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn cách làm sao để đi hết Vinpearl Nam Hội An trong vòng một ngày mà vẫn đầy đủ các khu vui chơi nhá. Và đầu tiên, đằng sau chúng ta sẽ cùng nhau đi sâu vào trong Hội An thu nhỏ và bắt đầu ở Safari. Let's go! Mọi ngóc ngách của Vinpearl Nam Hội An đều được trang trí vô số tiểu cảnh dễ thương và đầy màu sắc. Bất cứ ai đặt chân tới đây đều bị choáng ngợp bởi không gian mà khu vui chơi mang đến. Đừng quên lưu giữ những bức hình tuyệt đẹp trong suốt quá trình di chuyển. Nhưng hãy nhớ là phải nhanh chân lên nhé, bởi vì còn rất nhiều điều thú vị đang chờ đón chúng ta khám phá ở phía trước đấy. Vinpearl Safari là một khu bảo tồn đầy ý nghĩa nhân văn. Chắc chắn các em nhỏ trong gia đình chúng ta sẽ phải trầm trồ vui sướng khi chiêm ngưỡng 39 loài thú quý hiếm được bảo tồn tại đây. Việc làm này sẽ giúp bảo vệ những con thú đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng, tránh xa bàn tay của những gã tợ săn xấu xí. Không gian ở ngay bên cạnh Safari của chúng ta đây chính là vườn chim. Và ở trong này thì các bạn có thể tự do tương tác với những cái loài chim như là loài vẹt này. Nó có rất nhiều màu sắc. Tuy rằng là mình thấy vườn chim ở đây nó không lớn như vườn chim ở trong Nha Trang, nhưng mà cũng đủ để chúng ta trải nghiệm được những loài chim khá là thú vị. Em mình sẽ ra show cho các bạn xem một bạn vẹt màu đỏ. Nếu mà mua quả lá đỏ có tay không? Đây này, đây này. Ở ngay phần cổng, ở ngoài cổng vào kia thì ban quản lý có bán những cái quả nho. Nho. Hoa quả. Và chúng ta có thể là mua để tương tác với loài chim dễ dàng hơn. Ok. Trời đang rất nóng bức nên mình và team đã chọn phòng tranh 3D để tham quan. Thực ra thì phòng tranh 3D nó nằm ở ngay trong đầu trong cái đường lộ trình ở phía bên tay trái để đi. Tuy nhiên là mình khuyên các bạn là đến buổi trưa các bạn hãy đi vào đây thì sẽ thích hợp hơn, bởi vì là bên ngoài đang rất nóng, rất rất nóng. Trong đây thì có rất nhiều cái những cái bức tranh rất là đẹp và
những nghệ sĩ đã đặt cái bàn chân đây. Đây là cái vị trí đứng điểm vàng để chúng ta có thể ngắm bức tranh và chụp những bức hình đẹp nhất. Đó, hầm mộ luôn này. Rồi có một số bức tranh 3D thì chúng ta sẽ kết hợp với cả nhân vật. Ví dụ như là sẽ có một người đi ở đằng sau kia và chui đầu đây. Ok, bây giờ thì mình sẽ chụp lại tất cả những cái bức tranh này để cho các bạn xem phía bên trong của phòng tranh 3D nhé. Các bạn nên tham quan phòng tranh 3D và khu vui chơi trong nhà vào buổi trưa, bởi hầu hết các khu vực khác đều nằm ở ngoài trời. Chính bởi vậy, việc tránh nóng kết hợp giải trí sẽ giúp chúng ta đảm bảo được sức khỏe hơn. Sau một cuộc hành sức và xả năng lượng ở trong khu vui chơi thì bắt đầu team bây giờ cũng là đang 12 giờ rồi, thì chúng ta sẽ chọn một vài nhà hàng ăn quanh đây để tiếp năng lượng trước khi mà đến với buổi chiều. Chúng ta còn nhiều cái trò chơi mà cần nhiều năng lượng hơn rất nhiều. Điều mình rất thích ở chỗ Vipernang Hội An đó là cái phía bên tay trái của chúng ta thì là mô phỏng cái những cái ngôi nhà cổ Hội An, đúng chất Hội An luôn. Còn bên tay phải đây thì lại là những cái lâu đài kiểu châu Âu, rất là hay. Có thể là rất nhiều người nghĩ rằng Nam Hội An chỉ dành cho những khách du lịch trẻ tuổi. Tuy nhiên là mình sẽ đưa các bạn, sau khi mà ăn xong thì mình sẽ đưa các bạn tới một khu, đó là Làng Văn hóa Việt Nam ở phía cuối con đường. Và nơi đó thì mình sẽ nghĩ là thích hợp với những người mà có độ tuổi tầng lớp trung niên trở lên. Hiện tại thì các bạn đang được ở trong chỗ Làng Văn hóa Dân gian của Việt Nam. Đứng từ vị trí này thì chúng ta hãy quan sát một vòng xung quanh đi. Chúng ta có thể thấy rất nhiều cái kiến trúc, ví dụ nhà rông, khu vực Tây Nguyên này. Khu vực xa xa kia sau phía này thì chúng ta sẽ thấy khu vực của Nam Bộ. Nhất là cái lò gạch mà rất là giống những cái lò gạch mà ở chỗ Đồng Tháp mình đã từng quay. Còn phía bên này thì là nhà của Tây Bắc. Một điều đặc biệt là ban quản lý ở đây đã mời những nghệ nhân từ khắp nơi. Ví dụ là người Chăm, người Hờ Mông, người Mường, người Thái, người Cờ Tu để về đây. Và chính họ sẽ sản xuất những cái sản phẩm mang đặc sắc của dân tộc, như là cô người Thái đang làm đây. Đó, bên kia thì có một cô người Mông. Đó cô. Và tới với cả Làng Văn hóa Dân gian này thì du khách có thể là tham gia trải nghiệm và học nghề tại đây luôn. Đây là một cái điều mà mình rất là thích, bởi vì nó sẽ giúp cho cái việc bảo tồn văn hóa của Việt Nam. Tuy rằng Việt Nam mình có 54 dân tộc tất cả, nhưng mà trong khu Làng Văn hóa này thì chỉ có một vài dân tộc tiêu biểu có những cái nét đặc trưng nhất định thì sẽ được mời về đây thôi. Việt Nam là một quốc gia đa dân tộc với nhiều văn hóa đặc sắc. Hiểu rõ được giá trị trên, Vipernang Hội An đã đưa nhiều kiến trúc, nhiều làng nghề trong nước quy tụ về đây. Đối với du khách nước ngoài hay những du khách ít đi du lịch thì đây là cơ hội tốt để họ tìm hiểu thêm văn hóa mà không cần phải đi lại quá nhiều. Trong số các nhà văn hóa dân tộc thì mình ấn tượng nhất với một nhà văn hóa của người đồng bào Ê Đê trước mặt của chúng ta đây. Và cái điều đặc biệt mà mình muốn giới thiệu cho mọi người đó chính là có tới hai cái cầu thang lên xuống. Các bạn có thể thấy là cái cầu thang bên trái nhỏ hơn, còn bên phải thì lớn hơn. Và phía trên cái cầu thang bên phải thì nó có khắc điêu khắc một cái hình bầu ngực
để khẳng định được rằng là người đồng bào ED theo thế hệ mẫu hệ, theo cái chế độ mẫu hệ, tức là đàn ông khi mà lấy vợ thì sẽ phải theo nhà vợ. Trên cái nhà ED này, đây, mình sẽ quay phía bên này cho các bạn xem, nó rất dài và nó có rất nhiều phòng ngủ. Đối với những người phụ nữ mà chưa lấy chồng thì sẽ được ở phòng đầu tiên, còn đâu những người phụ nữ đã lấy chồng thì sẽ được nối dài. Cứ mỗi người lấy chồng thì sẽ nối dài cái căn nhà này ra cho tới 3 thế hệ luôn. Nếu như bạn nào mà đi cái cầu thang, nếu mà đấy là mình sẽ lưu ý cho mọi người, tức là người dân tộc ED, nếu mà ai mà đi nhầm cái cầu thang ấy, tức là người nữ mà đi nhầm sang người nam hoặc người nam ngược lại, thì sẽ phải làm một cái lễ cúng để giải cái lỗi lầm đấy ở trên cái cầu thang này. Và ở bên trong kia có một cái điều rất đặc biệt nữa, đó là một cái trống được làm bằng da, một bên là mặt là da trâu đực, một bên là mặt là da trâu cái. Da trâu cái sẽ báo những cái tin vui và da trâu đực sẽ báo những tin buồn. Và cái thân của cái trống đấy được làm bằng gỗ nguyên khối, chứ không phải giống như ở ngoài Bắc Bộ mình là xẻ những cái miếng gỗ ra và ghép lại thành cái trống. Đấy là một điều cực kỳ đặc biệt mà các bạn hãy tới với cả nhà văn hóa ED để thưởng thức. Còn đằng sau chúng ta là một cái nhà rồng rất lớn, tuy nhiên nó đang trong quá trình sửa chữa nên mình sẽ xin phép là không quay. Đó, chúng ta sẽ tiếp tục hành trình. Đây cũng là một loại hình kiến trúc mà mình tin rằng những các bạn mà sinh ra ở miền Bắc sẽ rất là bị hấp dẫn giống như mình. Đó chính là lò gạch kiểu của Sa Đéc. Có thể là các bạn sẽ không thấy được đâu, bởi vì ở trong này nó giống như một cái mình hay nói là giống cái đầu những cái con sâu đang chui ra khỏi lòng đất. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau ra ngoài để ngắm nhìn toàn cảnh của kiến trúc lò gạch nhé. Hơi tiếc một điều là ở dưới Sa Đéc ấy, Đồng Tháp ấy, thì mình thấy những cái lò gạch này càng ngày nó càng mai một, bởi vì là cái sản lượng gạch nó mang lại không được hiệu quả giống như cái lò gạch hiện đại bây giờ. Tuy nhiên là mình muốn là nhà nước mình làm sao để giữ lại được những cái mô hình như này. Thực sự nó là một cái tác phẩm, ngoài cái công dụng của người dân sản xuất gạch ra thì nó là một cái kiến trúc cực kỳ đẹp luôn. Ở phần cửa vào thì tuy nhiên ở những cái lò gạch ở trong Sa Đéc thì cái phần cửa này nó không được đẹp như này. Còn ở đây thì các nghệ nhân đã làm cho nó giống với cả một cái mô hình tháp Chạm. Tức là có một chút hình ảnh của tháp Chạm trong cái lò gạch Sa Đéc này. Đảo văn hóa dân gian Việt Nam có thể nói là một lớp học thực nghiệm rất giá trị với du khách. Không những được chiêm ngưỡng các lối kiến trúc khác nhau trên khắp mọi miền của Việt Nam, chúng ta còn được xem và trải nghiệm công đoạn để làm ra sản phẩm thủ công mỹ nghệ do chính các nghệ nhân điêu luyện hướng dẫn đấy. Mặt của các bạn đây chính là lâu đài chiếu phim 4D. Và ở trong toàn tổ hợp khu Nam Hội An này có tới 3 chỗ chiếu phim. Đó chính là khu chiếu phim 4D. Đối vọng cảnh kia là chiếu phim vòm ở phía bên trên, và chiếu phim 5D ở trong khu vui chơi trong nhà. Nếu như bạn nào mà có nhiều thời gian thì nên trải nghiệm hết. Tuy nhiên đối với mình ấy, thì thực sự đối với cả mình và team thì cái thời gian một ngày nó không đủ để chúng ta trải nghiệm hết tất cả. Phía trước mặt của chúng ta đây chính là khu vui chơi thể thao mạo hiểm. Và trong khu vui chơi mạo hiểm này có nhiều lắm, rất rất nhiều trò. Nó có tới
đây có tới mấy chục trò luôn, và nó tùy theo cái cấp độ mạo hiểm. Có thể là những bạn mà lớn tuổi thì sẽ lựa chọn những cái cảm xúc mạnh, còn đâu những em nhỏ thì đi những cái con đu quay này để cho nó hợp lý. Đây đầy đủ luôn, và thời điểm hiện tại này mình nghĩ là rất là hợp lý để chúng ta trải nghiệm những cái trò chơi này, bởi vì là bây giờ cũng đã là 3:30 rồi và trời cũng đã bớt nóng đi rất nhiều. Mình phải đi ra không phải là nó nhiễm bản quyền. Rồi đi vào đây, sau đó thì lộ trình của mình sau khi mà chơi adventure xong thì mình sẽ trở ra với công viên nước tắm xong, để công viên nước đóng cửa trước 18 giờ. Sau đó thì chúng ta sẽ quay trở lại với cái khu nhạc nước để thưởng thức cái màn nhạc nước cực kỳ hấp dẫn vào buổi tối. Let's go. Thì cái khu vui chơi công viên nước này nó rất là rộng và có rất nhiều hạng mục. Nãy giờ thì mình do là hết thời gian nên mình đã tập trung ở chơi ở cái khu trẻ em này. Như bên tay trái kia là khu người lớn trẻ em ấy. Có ra cực kỳ khu người lớn không? Nhưng mà bây giờ là mấy giờ rồi? Hiện giờ thì thời gian cũng sắp hết nên mình và team sẽ quyết định là tắm ở đây thôi. Ok, vậy là sau một ngày dài xả năng lượng thì mình cũng đã giới thiệu cho các bạn làm thế nào để đi hết vòng quanh cái khu Vinpearl Nam Hội An này một cách khoa học nhất để làm sao chúng ta có một cái lộ trình thích hợp để đối phó với thời tiết, đúng không? Mặc dù là nhạc nước hôm nay vẫn diễn ra nhưng mà nó diễn ra hơi muộn, từ 7:40 đến 8 giờ, thì cái thời gian đấy quá muộn đối với cả team, bởi vì là hôm nay team còn trở về nhà làm việc và xử lý công việc để cho ngày mai có thể có một cái video để up.
Đây là lần đầu tiên mình giới thiệu một cái khu vui chơi này và hy vọng là nó sẽ giúp ích cho các bạn để tới có một cái kinh nghiệm để tới Nam Hội An. Mặc dù đây nó không phải là một nơi cảnh đẹp nhưng nó đáng để chúng ta tới, bởi vì trong nghỉ dưỡng mà chúng ta luôn luôn cần có một chỗ để vui chơi cùng bạn bè. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video nha, và đừng quên like, nhấn thích, nhấn chia sẻ và nhấn theo dõi kênh để nhận được những video mới nhất của Nếm. Còn yêu cầu review một địa danh nào đó, kể cả là khu vui chơi, thì hãy để lại trong phần comment. Mình và team Nếm sẽ tới đó để thực hiện cho mọi người. Bye bye mọi người nhé. Mình là Tùng Nếm và đây là Vườn Nào Hội An đã xuống đèn. Vòng một vòng nào, lên đèn, xin lỗi. Quá đẹp. Bye bye nha. Bye bye nha. And cut. Ain't nothing new under the sun. Vinpearl Nam Hội An là một địa điểm lý tưởng để giải trí nhờ vào không gian sặc sỡ cả ngày lẫn đêm mà nơi đây mang lại. Một chuyến đi kết hợp cả vận động, học hỏi và trải nghiệm là một chuyến đi hữu ích cho gia đình của chúng ta. Nếu biết thêm địa điểm thú vị nào khác, các bạn hãy để lại trong phần nhận xét để cộng đồng du lịch Nếm TV đến và trải nghiệm nhé. Cảm ơn mọi người.